Con 12 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 con
nói với chị một điều cho quý khán giả mình biết là những món quà bên trên hàng đêm, trách nhiệm của chúng em làm sao phải đưa đến tay quý vị để cho quý khán giả mình đoạt giải, quý vị khán giả mình mới có lòng tin, quý vị khán giả mình mới mua vé ủng hộ. Chứ quý vị khán giả mình không đoạt giải làm sao quý vị khán giả mình đến xem hai ngôi sao sân khấu, đó là Quỳnh Tử Lâm, Ngọc Nhung, để chào đón quý khán giả mình trong những trang phục quần cổ Hồ Quảng Cải Lương. Đó là để như nhiều dịp cuốn tổ ra mắt chào đón quý khán giả trong chương trình và khi phần bước nhau. Hai mươi ba,
từng bước đi đi thử thử tình hát. 15, 15 con 45 mà 45 số gì ta ra con mê. Đi đi số đi đi con xuất gì đây đây mô. Tiếng chim hát làm con thơ la già. Một em mây cú ôm vòng tay theo gió. Lời chúc sức khỏe cho lời chào trân trọng nhất. Rất cảm ơn những chàng cô tay của tụi con rất là nhiều. Đêm nay là một ngày lễ 2 tháng 9, là một ngày lễ mà toàn quốc của Việt Nam chúng ta ai nấy cũng được điều nghỉ sau những ngày lao động mệt mỏi. Và đêm nay thì Ngọc Dung và Tử Lâm cũng cảm thấy rất là vinh hạnh được góp mặt trong chương trình tối hôm nay. Với những trang phục khẩu trang thì Quỳnh Tử Lâm Dung sẽ hòa vô rất là nhiều gia diễn để phục vụ chúng tụi con, và đặc biệt thêm những cái trích đoạn cổ tuôn cổ. Hy vọng rằng đêm nay Quỳnh Tử Lâm Hồng Chung sẽ làm hài lòng chúng quý vị. Trích đoạn đầu tiên, Quỳnh Tử Lâm Hồng Chung sẽ gửi đến chúng quý vị một trích đoạn rất là nổi tiếng của tác giả Nhị Kiều Thế Châu. Trích đoạn được mang tên Giang Sơn và Mỹ Nhân. Xin quý vị cùng thưởng thức.
không để xót xa trên môi. Nàng hãy lắng nghe tình tình ta say đắm và chưng tình chờ đợi mỗi thương em. Đây thì nàng hãy chờ tin ta thắng trận trận tạm biệt. Xin mời như trong tay của bà con giờ rất là nhiều. Và tiếp theo Ngọc Như Dùng Quỳnh Tử Long sẽ gửi đến quý bà con một trích đoạn của soạn già Yên Lan. Trích đoạn được mang tên Khi rừng thu thay lá. Xin cảm ơn nhiệt tình. Tôi nuôi tiếp con đường gió đông cơn.
Nhạc lòng